tháng đâu mong chờ, mảnh áo đa bạc màu cơn gió lạnh càng thêm vun da. Xa quê nghèo đã mấy năm, bây giờ còn nhớ hoài bóng hình thôn xóm thân nè. Thấy cái gì đây không? Trời ơi, cái đầu heo. Tiền ở đâu mà mình có mình mua vậy? Tiền ở đâu mà mua? Tôi mượn ở bên nhà thím Sáu á. Trời ơi, đầu heo mà mượn chi vậy? Vậy chứ mình nghĩ coi, bữa nay là ngày đưa ông Táo về trời, mà nhà mình á thì không còn một đồng ở trong túi, lấy gì mà mua lễ vật để đưa ổng. Tôi thấy thím Sáu đi chợ về xách cái đầu heo, tôi mới nghĩ cách là hỏi mượn về luộc lấy nước bỏ vô mớ gạo thành ra cái nồi cháo đầu heo, rồi mình đem đầu heo trả cho thím, còn cháo thì mình dọn lên rồi thắp mấy cây nhang, còn nửa chai rượu để trên bàn thờ mình rót cũng gọi là tiễn Táo Quân về thượng giới hôm nay. Tại nhà mình nghèo không có tiền mua lễ vật nên mình mới làm sẵn lễ tiễn ông Táo thì vịt gà bánh xôi dai cũng cháo đầu heo. Từ trước tới nay mình ăn ngay ở thật, tấm lòng thành này đây thần thánh cũng chứng minh. Bây giờ mình ra làm sao, rửa chảo mau lên đầu heo đây, rồi mình bỏ nó vô cho thêm một mớ gạo nè là thành lễ vật à. Tôi ra tuốt sau mương á, kiếm sao về luộc cho thêm thần long trọng. Được rồi, anh đi kiếm rau đi, em xuống bếp em nướng lửa nha. Đủ hết rồi đó, mình vái đi. Tôi vái trước ha. Ân ngài chư vị Táo Quân, xin chứng chiếu cho tấm lòng thành của vợ chồng chúng tôi. Ngài chư vị về chầu Ngọc Đế mà vợ chồng tôi không có món chi gọi là xứng đáng, vợ chồng tôi cũng buồn tủi lắm. Thôi thì của ít lòng nhiều, xin chư vị tạm hưởng chút lễ mọn của hai vợ chồng nghèo này rồi lên đường về thượng giới. Giờ tới tôi vái hả mình? Ừ, mình vái đi. Ân ngài chư vị Táo Quân, vợ chồng chúng tôi có chút lễ mọn để tiễn chư vị lên đường. Nghèo quá, không có lễ vật chi xứng đáng, không có áo mạo, cá chép cũng không, chỉ có tô cháo đầu heo để gọi là lễ vật tiễn đường. Suốt tháng quanh năm sống âm thầm nơi xóm lá ngoại ô, cơm hầm cũng không no, xin Táo Quân tạm dùng lễ mọn, mong ơn trên chư vị thánh thần chứng giám tất lòng thành. Lên thiên đình xin tâu những điều hay cho hai đứa chúng tôi. Dù hai tôi sống cảnh túng nghèo nhưng đâu dám quên ngài, nén hương tàn ly rượu lạc gọi là lễ thiểu tâm đa. Đưa tiễn Táo
quân về chầu ngọc để xin ngài chứng chiêu những kẻ hàng di những tất giả chân thành. Rượu lạc đôi chung bên bếp lạnh cho ta, một dĩa rau xanh dài tô cháo loãng của đôi vợ chồng đói khổ hàng khi, nhưng tấm lòng thành xin trời đất chứng chi lễ đặng cơn hấm hiu trong gian nhà xiêu xiêu bên bến sông tiêu điều, ngồi nghe hơi gió chi vu trong mưa chiều. Chứ gì tao quân khi về thượng giới, xin đừng quên hai kẻ tâm, xin ngài tấu dùm cùng hậu thổ hoàng thiên phổ hộ cho gia chủ được thêm nhiều may mắn. Ngưỡng mong ơn đức chư thần chứng giám cho lòng của đôi vợ chồng quê. Xong rồi đó mình. Bây giờ anh đem đầu heo qua trả cho thím Sáu, còn phần em á thì đi qua xóm chiếu hỏi mượn dì Út chút đỉnh đi, đặng về quê đắp mộ ông bà, sau Tết rồi mình sẽ lo trả cho dì. Được rồi, mình đi đi để em lo cho. Anh đi nha. Dạ. Thím Sáu ơi, thím Sáu có nhà không thím? Cúng xong rồi đó hả Chữ? Dạ. Rồi mày đem cái đầu heo để ra sau bếp, rồi ra đây tao hỏi thăm chút coi. Cảm ơn thím Sáu quá hả. Không có thím hả, thì tôi không biết lấy gì để đưa ông Táo đó. Chút đỉnh chứ có gì đâu mà ơn với nghĩa. Nhưng có điều tao không hiểu làm sao vợ chồng bay thì làm lộn siêng năng, đầu tắt mặt tối, quanh năm suốt tháng vậy mà nghèo chiếc tử hoài hả chứ. Tôi cũng không biết tại sao nữa thím Sáu à. Người ta nói giàu nghèo là tại số mạng, không biết có đúng vậy không. Chứ còn về cái tên của vợ chồng cháu đó hả, thì đối với thực tế, trời ơi, nó trật hàng trăm cây số vậy đó. Thím nghĩ coi, tôi tên Chữ mà trong túi không có một đồng một chữ, còn vợ tôi tên Dư thì lại chịu đói nghèo suốt tháng quanh năm, cho đến ngày 23 đưa tiễn tao quân, không có lễ vật phải mượn đầu heo. Mỗi khi nhìn thiên hạ phung phi tiêu quan, xài 5-3 triệu chỉ trong chốc lát, mà tôi cho tấm thân sơ xác cơ cùng. Nhà gió cột xiêu, gió tạt mưa luôn, chải gạo từng bữa chân không bén đất, đổi bát cơm nghèo bằng những giọt mồ hôi. Trong khi có lắm kẻ phè phòn ăn chơi trong tử quán trong nhà hàng, nếu mà chịu khó tính những phần rượu thừa còn lại trong ly, bồi bếp họ đem tuôn xuống mương xuống công, cũng đủ nuôi vợ chồng cháu đây được nửa tháng 10 ngày. Thôi đi mày Chữ ơi,
đừng có so sánh với thiên hạ. Đây rồi người ta nói là mình ganh mình tị à. Ganh tị gì thím thì có sao, mình thấy mình nói vậy chứ. Thím sao ơi, cũng nhờ lôi xóm bà con thương yêu đùm bọc, nên vợ chồng cháu đây cũng được sống qua ngày. Nhưng buồn buồn làm sao, cứ mỗi bận xuân về thấy thiên hạ họ sắm sửa về quê ăn Tết, mà cháu càng buồn tuổi cho thân. Bảy tám năm trời xa quê cũ làng xưa, mộ mà ông bà chưa một lần tới lui thăm viếng. Đôi với tổ tiên không còn câu hiếu thảo, cũng bởi cháu đây mang một chữ nghèo. Thì tao đã nói với bay rồi, họ bây giờ giàu sang sung sướng là tại kiếp trước cha mẹ họ khéo tu. Còn tụi bay đói hoài là tại kiếp trước cái tía má tụi bay không có tu đó. Thêm sao nói vậy chứ, cháu thấy đó hả, gia đình họ có tu nhân tích đức gì đâu. Cha mẹ họ hả, chặt cổ mổ họng người ta, để lại của cải cho con cháu của họ sau này thụ hưởng đó. Thêm thấy không, cháu buồn quá thêm sao à. Lắm lúc muốn đi ăn mài ăn xin để sống cho qua ngày qua bữa, nhưng mà lành lặn thế này đi xin chắc không ai cho đâu. Tôi thì đành sống tạm với nghề quân giác, sống hầm hiu cho đoạn tháng qua ngày. Cũng nhờ sự thương yêu đùm bọc của cô bác bà con, cháu cũng được đôi phần an ủi. Ngày gần Tết không một đồng một chữ đưa ông táo về trời, chỉ có nồi cháu đầu heo. Ôi, rồi Tết này bay có về quê không đó? Dạ phải về chứ thêm sao, về lo đắp mã ông bà cha mẹ mà thăm cô bác anh chị luôn. Bảy tám năm nay cháu có về dưới lần nào đâu. Rồi tiền bạc đâu bay về? Nếu không có tiền chắc khỏi về quá à. Ăn Tết trên này luôn. À thôi tao nhớ rồi. Vậy nha, bay tiếp giùm tao ra sau vườn phụ vét cái ao cá với mấy đứa nhỏ. Tao trả công bay đủ tiền về quê ăn Tết. Vậy thiếu sáp, cảm ơn thiếu sáp, cháu làm liền. Ông. Ừ. Ông ơi. Sao? Vợ chồng nó có cúng kiến gì không ông? Có. Mà bà coi kỹ đi. Cháu. Ừ. Nhưng mà cháu gì lỏng bỏng quá, không có thịt tà gì hết vậy. Vậy chứ nó mượn cái đầu heo của lối xóm về nấu lấy nước thì làm sao có thịt mà bà hỏi. Chà, tội nghiệp quá ha. Hai vợ chồng chủ nhà này nghèo nhưng mà nó có lòng thành. Nhưng không biết tại sao vợ chồng nó làm ăn siêng năng giỏi giang vậy mà nó nghèo hoài ông ha. Tôi với bà ở chung bếp mà bà hỏi tôi ai biết. Ông ơi. Hả? Ông thấy nó có cờ bạc gì không ông? Cờ bạc hả? Cờ bạc thì tôi không có thấy, nhưng mà tôi thấy nó có nhậu lai rai. À thì tụi hay nhậu mới nghèo chứ gì. Còn bà, bà có thấy vợ nó ngồi sòng tứ sắc sập xám hay là tiến lên chặt hẻo gì không? Trời ơi, cái đó thì không có bao giờ. Mà điều tôi thấy hình như nó có biên đề chút đỉnh à. À, rõ là, vậy mà không mạt sao được. Chồng nhậu nhẹt, vợ biên đề, tôi với bà không húp nước cháo đầu heo sao được. Nhưng hai đứa này nó hiền. Ừ. Ông ơi. Sao? Ông về trển cũng nên nói tốt cho tụi nó lấy điểm mà ông. Ừ, nói tốt mà tôi biết nói tốt cách nào đây bà. Thì ông cứ tâu với Ngọc Hoàng rằng vợ chồng thằng chờ tụi nó siêng năng và ngay thẳng thật thà, cô bác láng giềng ai cũng mến thương, nhưng không biết
sau tụi nó nghèo hoài. Thì chồng say xưa, còn vợ thì cờ bạc, thì làm sao không bán cửa bán nhà. Hồi nãy tôi đã nói với bà rồi, còn quán ít nỗi gì mà bà thắc mắc với tôi. Chung thiên định là chỗ công minh xử phạt, bổn phận của tôi là phải tình tấu rõ ràng. Tội phước ngai gian phải báo cáo đàng hoàng, không phải ăn hối lộ rồi chuyện trăng qua ra đen. Hối lộ gì ba cái chén cháo, nó mượn đầu heo luộc ly nước cung mình, chứ đâu phải mình nhận vàng cục vàng cây. Móc ngoặt tham ô làm tay kiếm thánh thần, tôi với ông thanh liêm trong sạch, nên 7-8 năm nay mới chịu đoán dài dài. Chứ đâu phải thấy tuổi nó nghèo rồi bỏ qua bếp nhà giàu để được sống no say. Được rồi, được rồi, bà nói tôi nghe cũng được. Để lên tôi đo rồi tôi sẽ liệu. Tôi nói làm sao cho vừa lòng tất cả, không nói lao với Ngọc Hoàng mà cũng không thiệt hại tới chủ gia. Nhưng ông có đi về trên chầu trời, ông cho tôi đi ke với ông. Trời ơi, cái chỗ trang nghiêm họp hội thánh thần, bà là đàn bà tới đó làm chi? Được mà, tôi thấy trong xóm này á, mấy cái dịp liên quan mấy ổng đều đem mấy bả theo, ăn nhậu lung tung thoải mái lắm. Họ dám còn tôi không dám, kỳ lắm. Được mà, ông cứ đem tôi đi đi, ông nói chuyện với ông trời, còn tôi vô chổng tôi nói chuyện với bà trời, có gì trở ngại đâu nè. Được rồi, vậy thì bà thu xếp gấp gấp rồi đi với tôi nha. Lên trễ tới giờ giới nghiêm, cửa thiên định đóng lại là kẹt lắm nghe bà. Có gì đâu mà thu xếp, ông yên trí đi. Lo cho ông lo sao được bà. Bà nhìn thân thể mình nè, chỉ có một bộ đồ mà mặc 7-8 năm nay. Vợ chồng nó nghèo nên chiều ra truy lang thang, ngày Tết đã gần kề mà một xu nó còn không có. Vợ nó trớt que thì làm sao nó lo tới mình, bởi vậy mới khổ lắm. Thôi thì có cái gì mình mặc cái này cho xong. Về chầu Ngọc Hoàng mà quần áo như ăn xin, nhìn thấy tao nghèo thì làm trời thương xót. Năm mới xuân sang chắc ông lên đường. Rồi, tới cổng trời rồi. Nè, đàng hoàng chút nha bà. Ông ơi, cha nào đang ngủ gục kìa ông. Đâu? Gọi anh chả dậy đi ông. Trời ơi trời, sao bà kêu chả? Trên này lớn nhỏ gì là quan hết bà biết không? Giữ cửa cũng quan nữa hả? Chứ sao, quan này là quan giữ cửa đó. Vậy ông kêu quan giữ cửa dậy đi, đặng mở cửa cho mình vô chầu trễ giờ rồi đó. Chà, bà dạ. Chắc đêm hôm trên này có tiệc liên quan nên quan sai, quan ngủ, quan quên. Gọi quan dậy sợ quan rầy quá. Rầy cái gì nữa, ông không gọi tôi gọi cho. Ông ơi, quan giữ cửa. Ê, gì đây? Chúng tôi là Táo Quân hạ giới lên chầu Ngọc Đế. Táo Quân à? Dạ. Chầu Ngọc Đế tên gì? Dạ không có tên. Bộ vấn mặt hả? Sao không có tên? Dạ, ở dưới trần ông nào cũng chỉ có một tên, tên Tao á. Cả triệu người mà chỉ có một tên à? Dạ. Rồi chừng họ cúng, họ biết giấy Tao nào? Dạ thì ở nhà nào thì gọi tên chủ nhà đó. Ví dụ như tôi ở nhà thằng Chữ á, thì gọi là Tao Chữ. Còn ông Khích Dách là Tao Xe Lam. Còn ông ở ngoài mé rạch kêu bằng Tao Sợ Rác. Còn tôi ở nhà ông mà đâu, đứng đàng hoàng này tôi. Ôi, vợ con cha này à? Hả? Vợ ông này à? Thiệt Táo không? Ngày hơn giờ không thấy mặt đen thùi sao còn hỏi nữa. Thiệt Táo gì sập sệ quá vậy? Tao nghèo.
Thôi được rồi, vô đi. Dạ. À! Dạ, dạ. 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 Bộ đi khơi khơi sao vậy? Ủa, lên cổng thiên đình phải vừa đi vừa nhảy hả? À, quên. Dạ, tôi quên trình giấy đi đường. Dạ, đây, đây. À, không, không phải giấy đi đường, giấy khác. Giấy gì vậy ông? Giấy vô cửa chứ giấy gì? Giấy vô cửa mà là giấy gì vậy? Trời ơi, vậy mà cũng xưng là quan nhà bếp nữa. Giấy vô cửa là giấy bạc, tiền giẫm xà đó. Dạ. Ai vô cửa cũng phải bồi dưỡng cho cái thằng này biết chưa? Dạ, biết rồi. Bà. Dạ. Bà thí cho nó 2,000 đi bà, rẻ hơn dưới. Ôi ơi, tôi còn có 1,000 à. Nè quan cầm đỡ 1,000 đi quan. Tao gì mặt rẹp quá. Thôi vô đi. Dạ. Bệ hạ ơi. Ừ. Bệ hạ ơi. À, vậy đó. Dạ gần hết giờ thình rồi. Dạ mời bệ hạ lâm triều. Đó, gần hết giờ thình rồi. Sao không gọi ta sớm? Bậy quá. Đi đêm hôm nhậu với mấy ổng tới 3-4 giờ sáng ngủ quên. Dạ. Lấy ao mạo tiếp với trăm coi. Dạ. Dạ cái mạo đâu? Dạ thần đâu có thấy. Không thấy à? Dạ. Cái mạo trước mắt thành nôi hỏng thay. Cặp mắt để dành đặng ngó cái chi. Mau đi lấy cho trẫm đội liền. Còn đôi giày không biết nó ở đâu. Dạ tao ở góc kia. Thì lấy liền cho mau. Dạ bụi đóng thấy ghê. Thì lao liền cho mau. Mình đi. Thánh thượng vạn tuế. Ai đó bắt đầu? Dạ tâu. Dạ đó là vợ chồng Táo Quân lên chầu bệ hạ. Sửa lời chút lại đi. Cái gì mà vạn tuế? Phải chút là tỷ tỷ tuế. Nhà ngươi biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không? 15,632,000,000. Dạ. Nhân dịp bước sang năm mới, tiểu thần kính chúc bệ hạ tỷ tỷ tuế. Cảm ơn. Ủa, còn mẹ kia đi đâu à? Dạ, đây là bà xã của hạ thần. Người dắt bà xã đi đâu lang bang lên trên này? Kêu bà đi chỗ khác chơi. Chỗ đàn ông làm việc, đàn bà xạo xạo vô đây làm chi hả? Dạ tâu bệ hạ. Dạ bệ hạ nên cho bà Táo vào trong nói chuyện với hoàng hậu nương nương cho vui. Dạ đuổi bà ra ngoài, bà không biết đường. Dạ đi lang bang lọt xuống đất. Dạ gãi cổ. Thôi được. Này bà Táo, vô bên trong để mà chuyện trò với bà xã của trời. Đúng 12 giờ à kém năm, ta sẽ đãi ca khanh một bữa cơm chay. Thì bà ta ở Ngọc Hoàng đi, vô trong đứng đây làm gì nữa? Còn cái ông này hay tình tấu mọi điều. Sao cả năm nay ở dưới có gì lạ báo cáo ta nghe? Tâu, năm vừa qua nhiều nước còn bắn nhau dữ dội lắm. Ừ, bắn nhau hả? Dạ. Được rồi, ta sẽ cho cha con Lý Tịnh Na Tra xuống dưới tịch thâu hết súng ống, coi chúng nó lấy gì bắn giết nhau. Không lẽ gặp nhau rồi ôm nhau cắn? Còn gì nữa? Tâu, và ở chỗ hạ thần trấn nhậm và buôn bán phát đạt lắm. Ừ, cửa hàng cửa hiệu mọc ra như nấm. Họ bán những thứ gì? Và thứ gì cũng có trơn. Và nhất là bia ôm và nhiều vô số kể. Bia ôm? Dạ. Bia ôm là cái gì?
Táo quần có tới đó lần nào chưa? Dạ, 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 dạ thằng không dám tới. Dạ sợ bà xã bà xé xác. Dữ vậy à? Dạ. Đâu để có dịp nào xuống dưới khanh đưa ta tới đó chơi ha. Còn gì nữa không ạ? Dạ, cái nhà của thằng Trắng Nhậm và thằng chủ nhà nó nghèo quá, rất rươi đói khát thấy tội nghiệp lắm. Tội nghiệp lắm nữa? Dạ. Sao không biểu nó đi buôn lậu? Cảm nghe nói nhiều đứa đi buôn bán thuốc lá xe cúp xe hơi mau khá lắm mà. Dạ nó không chịu làm mấy chuyện đó đâu. Ừ, tội nghiệp mà. Bị lương thiện mà nghèo á. Được rồi, Trẫm sẽ mời nó lên đây gác cửa cho Trẫm. Ê, dạ dạ không được đâu bệ hạ. Sao vậy? Dạ hầu thần mới tới cổng, thằng cha gác cửa bắt thần phải đóng hết ngàn chả mới cho vào đó. Ừ. Chắc thằng chủ nhà của thần không chịu làm cái chức đó đâu. Trời đất quỷ thần ơi, nó vậy bọn tay chân bộ hạ của Trẫm cũng đòi hối lộ nữa hả? Dạ. Ai à, trên trời mà còn có vụ này thì dưới đất còn tổ cha hơn nữa. Được rồi, để Trẫm sai Thiên Lôi dắt búa ra đập nó vài búa cho nó chừa cái tội ăn hối lộ viên chức nhà trời. Bây giờ để Trẫm bảo chúng nó sắp đặt một bữa tiệc thật linh đình để ta đãi chư thần, gọi là buổi tiệc tất niên đón năm mới ở trên thiên đình. Dạ tâu, hoàng hậu nương nương đâu chẳng thấy, xin mời ra dự tiệc cho vui. Thôi để hai bà nói chuyện với nhau, Trẫm cùng với các tranh ở ngoài này. Cả năm Táo Quân mới gặp Trẫm một lần. Bữa nay Trẫm cho Táo Quân thưởng thức một điệu vũ để uống rượu cho vui nha. Dạ. Tiếng nghe đâu, bắt đầu. Trần á, có chuyện gì vui lạ chị kể cho tôi nghe đi. Dạ tâu nương nương. Thôi ghê quá à, khỏi có tâu đi, khỏi có nương nương gì hết á. Kêu chị em đi cho nó tiện. Tôi là vợ trời chứ bình dân lắm á. Dạ, dạ thưa chị, dưới trần gian có nhiều cái thú vị lắm chị ơi. Chị kể sơ sơ cho tôi nghe đi. Dạ thí dụ như là đi thi hoa hậu. Thi hoa hậu? Thi thời trang, đi tắm biển. Đi tắm biển? Ủa, biển là cái gì? Sao trên đây không có thứ đó? Biển cả là nơi ngàn khơi mặt nước mênh mông, bài cát vàng tươi nằm phơi dưới hàng dương. Mặt sông xô cái trai trẻ già cùng tắm bên nhau. Ra tới đây thì ai cũng thay đồ bikini. Bikini? Ủa bikini là cái gì vậy chị? Bikini mặc áo tắm chút béo này nè. Trời vui quá, có chuyện gì chị kể tôi nghe nữa đi. Rồi à, mình còn đi thăm mấy viện nữa. Thăm mấy viện là sao? Để tân trang á. Hai số trời cho miền khu ngực lép bông to, con mắt bị chinh làn da mụn nổ tầm lum. Đừng có lo cái tới châu này họ sẽ tân trang. Năm 60 thành ra cái xuân 15-20. Ờ, trời ơi, nó giỏi dữ vậy hả chị? Nhưng mà họ làm cách nào mà hay quá vậy chị? Dạ thí dụ như chị lé cái họ cắt mắt chị cái chị hết lé. Hay quá trời ơi. Mũi chị xẹp cái họ độn vô chổng cái khúc cây cái mũi chị cao lên tắt luôn. Trời ơi, ngộ quá đi trời. Dạ còn như má chị hớp, ngực chị lép, mông chị teo, họ bơm thuốc vô nó phình ra đẹp lắm. Trời ơi ngộ quá đi. Chị nói hả? Nói nghe nè. Dạ. Thí dụ mà da bị nhăn á thì có hết không? Hết liền chứ. Họ lột da mặt chị nè, họ căng mấy chỗ nhăn nè, rồi họ bơm thuốc vô nè. Nói thiệt chứ chị nha, hồi chị mới bước vô tiệm chị là bà già, thấy không? 70 tuổi. Mà khi mà họ làm xong rồi chị trở ra cái chị thành con gái 17, 18 tuổi nguyên si. Nguyên si? À.
Trời ơi, đã quá đi, chị nói làm tôi mê quá à. Chị Táo à. Dạ. Tôi tâm sự cho chị nghe nha. Dạo này á, mấy nhỏ tiên nữ sao nó trổ mã nó đẹp quá đi. Tôi sợ là ổng sẽ thay lòng đổi dạ đối với tôi. Bởi vậy cho nên tôi muốn rằng á, tuổi xuân của tôi á, phải giảm xuống còn chừng 1 tỷ thôi, đặng bằng mấy nhỏ tiên nữ đó. Chị dắt tôi đi nha. Đi liền bây giờ à? Chứ làm sao, mấy ổng đang nhậu nhẹt ngoài kia kìa. Chị em mình lòn ra ngã sau, rồi dông liền xuống dưới trần gian. Nhưng trước hết mình ghé thăm vùng nào, dám muốn tô hoàng hậu nương nương, thần thấy tốt nhất là ghé thăm Sài Gòn. Sài Gòn hả? Trời vui quá Sài Gòn. Được rồi, mình dông liền đi chị Táo. Dạ. Trời ơi, chóng mặt quá à. Trời ơi, lâu rồi không có bay, bay nhiều chóng mặt quá đi. Ủa, tới Trần Gian rồi hả chị Táo? Dạ, tới rồi á. Đây là vùng nào đây? Dạ, đây à, nghĩa địa. Chết thì trời ơi, hèn chi xung quanh mồ mả không à. Mà đói bụng nữa, ta đói bụng quá à. Bây giờ kiếm cái gì ăn đi chị Táo. Biết kiếm ở đâu bây giờ? Ý, chị ơi, may quá, ở đằng kia có mấy người đang cúng mộ, chúng mình lại đó thử coi. Đi. Quỷ hiện giữa ban ngày đồ quỷ sứ. Khờ dễ sợ luôn á. Mình như vậy hả, là trời mà nó không nhìn ra nó không, mình là quỷ làm sao vậy chị? Ê, ăn đi. Bà ăn đi. Trời, ngon quá chị ha. Nữa đi. Ngon quá hen. Ừ. No chưa? Sao chị ăn? Cô ở đây nè, đang ăn nè. Rồi nó rồi. Ăn nữa đi. Ôi, no quá à. Trên trời ăn có chút xíu à. Vậy để em gói mới còn lại nghe, xế chiều mình lấy ra mình ăn tiếp nha. Gói kỹ lại nghe. Dạ. Rồi thôi giờ mình đi đi. Nhưng mà chị ơi, ăn mặc vậy làm sao đi? Thôi bây giờ coi ta nè, để ta quá phép làm tụi mình thành hai người đàn bà dưới trần. Chị Táo à, chị hãy coi nè. Hồ biến. Trời vui quá à. Ê chị Táo, nhìn chị đẹp quá à. Dạ. Được chưa, tôi được chưa? Số 1. Bây giờ bà tính đi đâu trước nè? Đi lại cái chỗ mà bà già làm thành con gái Nguyên Si đó. Thẩm mỹ viện hả? Phải không? Thì cái chỗ thẩm mỹ bà nói với tôi, nó cách mấy cách môi. Bà mau đem tôi đi ngay. Nhưng sữa sắc đẹp thì tốn tiền bạc triệu. Chuyện đó khó gì, tôi làm liền tức thì. Dạ. Ê, bây giờ bà chạy đi, bà kiếm cho tôi một mớ lá cây bà đem lại đây nè. Mà tôi hỏi nè, tiền ở Trần Gian là lớn hay nhỏ? Vừa vừa thôi. Vậy thì bà đem lá dừa lại đây cho tôi. Dạ. Lẹ lên. Dạ đây bà. À chị Táo à, chị hãy nhìn nha. Lá thành tiền. Thấy chưa? Trời ơi. Tiền quá trời tiền, xài mệt nghỉ luôn. Bây giờ chị em mình đi được chưa hả? Đi. Mày vô nha, mày vô. Đây, mày vô. Mấy cô, mấy chị ơi, mày vô. Ba lá đây. Chị Táo. Dạ. Bộ người ở dưới trần gian á, là cứ dài sọc mà mỏng lét vậy hả chị Táo? Không phải, chắc này nó bệnh. Chứ nó làm cái gì vậy chị Táo? Nó quăng ba lá. Quăng ba lá là gì? Là người ta quăng qua quăng lại ba lá bài. Trong đó có 2 lá nút, 1 cái thằng tay,
Mình đặt tiền á, mình đặt thằng Tây, nếu mà dở lên chúng ngay thằng Tây đó là nó thua mình, nó chung tiền cho mình. Vậy hả? Dạ. Ê, dễ ăn quá heo, mình thử coi nha. Dạ, đặt thử, đặt thử. Đây, 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 mấy chị ơi, vô chơi nha, bây giờ lần đầu ha. Đặt thử tôi, nha. Ờ, thử nha, tôi làm chậm chậm cho hai chị coi ha, thấy không, lá này là lá nút nè, lá này cũng nút, lá này là thằng Tây đó. Bây giờ chị chỉ lá nào nè. Tôi đặt thằng Tây he 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 chị Táo. Tôi đặt thằng Tây. Lá nào đâu? Thôi tôi mới đặt tiền đâu nghe. Này tôi thử trước rồi tôi mới đặt. Ừ thì đúng rồi, tôi nói tôi thử mà, giờ chị lấy chỉ lá nào dở lên đúng thằng Tây. Lá này. Thằng Tây. Trời ơi, chị thấy bài cực ấy quá. Rồi rồi rồi, được rồi, bây giờ đặt tiền đi. Đặt tiền đi chị hai. Rồi rồi, chơi bằng tiền đi. Chị Táo. Dạ. Đưa hết cọc tiền đây cho tôi. Trời ơi, chị đưa toàn bộ cọc tiền đây cho tôi. Trời chơi gì dữ vậy. Đưa đây. Chơi hết luôn. Chơi hết luôn phải không? Đặt thằng Tây luôn. Đặt thằng Tây phải không? Rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị nghe. Chuẩn bị nghe. Đây. Lá nào? Lá này. Lá này. Mời chuồng. Ăn chị rồi chị ơi. Ủa chị Táo. Dạ. Sao kỳ vậy? Tôi thấy rõ ràng là thằng Tây mà bây giờ ra có 10 chuồng là sao? Thôi đi đi chị ơi. Chị để đó tôi. Ê. Vậy. Cái thằng dài sọc mỏng lét kia mày ăn gian tao phải không? Tao thấy rõ ràng là bây giờ mày lấy giải thưa mày chơi mắt thánh phải không mày? Thôi nghe mẹ, thôi nghe mẹ. Trời chơi đã giờ chửi phải không mẹ? Giờ mẹ muốn cái gì, muốn cái gì? Thôi. Tao muốn quýnh mày chứ tao muốn cái gì trả tiền tao đây. Nhào vô, lý tôi lông nè, nhào vô. Sợ mày, tao sợ mày hả? Thôi, thôi bỏ qua đi trời ơi. Dạ. Nè, bây giờ chị muốn đi đâu nữa không? Đi hả? Chị đưa tôi lại chỗ sửa sắc đẹp đi. Rồi, bây giờ mình đi xe ôm nha. Xe ôm là ngồi ôm ôm hả? À, chơi luôn. Rồi, xe ôm. Dạ, dạ chào hai cô. Dạ, dạ mời hai cô vào. Hai cô ngồi đây à, ngồi đây à. Trời ơi, hai cô thật là tìm đúng người đúng chỗ à. Chắc hai cô cũng thừa biết rằng sắc đẹp của người phụ nữ là một vũ khí vô cùng lợi hại để chế ngự đàn ông. Không phải bất kỳ một kẻ vô danh tiểu tốt nào cũng vỗ ngực xưng tên rằng ta đây là giáo sư thẩm mỹ à. Nói về cái tiệm này là... Dạ, xin lỗi cô, cho phép tôi được đính chánh. Không phải tiệm, mà là viện. Viện làm đẹp phụ nữ, tô điểm cho người phụ nữ từ mái tóc làn mi, từ đầu môi khóe mắt, từ đầu đến cổ, từ cẳng đến chân, từ vai đến bụng. Hư đâu là tôi sửa đó, phu đâu tôi chỉnh đó. Dạ xin nhắc lại một lần nữa, viện chứ không phải là tiệm. Ánh ti tu de beauté. Dạ hai cô muốn sửa một phần hay là sửa hết toàn diện ạ? Chị Táo. Hả? Một phần làm sao, toàn diện làm sao? Dạ một phần á là ví dụ như mắt của cô một mí ha, tôi sẽ sửa thành hai mí. Mũi của cô xẹp á, tôi sẽ sửa thành lỗ mũi cao. Còn gò má của cô không có đồng tiền á, tôi sẽ làm cho nó lúng hai cái lồng tiền. Vậy đó. Vậy còn toàn diện là sao? Dạ toàn diện á là tôi sửa từ đầu đến cẳng cho cô, cái gì tôi cũng sửa hết. Trên đầu á thì tóc bạc tôi nhuộm thành tóc đen, phía dưới thì ngực lép tôi sửa thành ngực nở, mông teo tôi làm thành mông lớn. Muốn đồ sộ tới cỡ nào chúng tôi cũng làm được hết à. Hiểu. À, vậy nha, bây giờ tôi á là tôi muốn làm toàn diện hết á. Toàn diện đi, làm nhưng toàn mà, diện đi. Nghĩa là dày là giữ nguyên ha. Rồi cái mỗi cái thêm phân nữa. Rồi mỗi cái thêm phân. Rồi. Được thôi, dễ dàng. Rồi bây giờ giá cả làm sao? Trời ơi cô yên chí đi, chúng tôi lấy giá rất là hữu nghị, có 25 triệu thôi. Cái gì? 25 triệu? Dạ. Là sao chị Táo? Không sao đâu, có bao nhiêu đâu mà lo. Đúng rồi, không có mắc đâu. Tôi nói thiệt với cô nghe, chưa có tới 6 cây mà cô xấu cô sẽ thành đẹp ra. Cô già cô sẽ thành trẻ. 6 cây rẻ rề à cô à. Ê, này nay nhiêu rồi? Tôi hả? Nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi hả? Ê chị
À, sao sao? Nhỏ này á, tôi nghi nó chừng 1,5 tỷ chứ nhi. Chừng mình, nhiêu? Mình 18 nó chừng 1,5 tỷ chứ nhi. Ờ, nhiêu vậy? Đâu hai cô thử đoán coi năm nay tôi nhiêu nè. Khoảng chừng 16, 17 ha. Chị, hả? 16 là cái trên mình kêu bằng nhiêu? Là 1,6, 1,7 đó. Phải không? Phải không? Không có đâu, hai cô đoán sai rồi. Biết tôi nhiêu chưa? Nhiêu? 72 rồi đó. Ê trời ơi, gì dữ vậy? Là nhiêu, là nhiêu? 72 trên mình là 7,2 đó. Trời ơi, rồi đó. Rồi vô, đồng ý. Nè cô biết không, nhờ sữa toàn diện thành ra nhìn như là gái 16, 17 nguyên si gì đó. Rồi tôi vô. Dạ, cảm ơn cô, mời cô vào. Ê, mà sữa có lâu không? Dạ không, máy móc tối tân, diện chúng tôi xài toàn là đồ ngoại không à. Bởi vậy cao lắm là 2 tiếng đồng hồ. Từ hồi cô mới bước chân vô trong phòng giải phẫu thì cô là bà già, tóc trắng, da nhăn, má húp, môi dày, ngực lép mông teo. Chừng trở ra cô đẹp như tiên, cái ngực no đường, cái mông nở phình. Kỳ quá. Không có gì kỳ đâu. Dạ, mời cô vào phòng giải phẫu. Khoan. Chị Táo. Dạ. Có đau không chị? Chích thuốc tê. Thuốc tê hả? Rồi thôi vô nghe. Vô. Rồi. Dạ mời cô vô. Trời ơi, cái mắt bôn cái gì dữ vậy trời? Rồi xong, mời cô đi xuống. Trời ơi, sao mà lỏng le hết trơn vậy nè, mềm mèo vậy trời. Chị ơi, tỉnh lại, trời ơi, sao dữ vậy nè cô? Bà mệt lắm rồi, cô đưa bà về nghỉ đi. Ê, xin lô. Vô. Dạ. Nhẹ vô đi bà hả? Nhẹ nó bể ly. Dạ. Uống nữa đi Tao Quân. Dạ. Uống đi Nam Tàu bắt đầu. Lâu lâu mình làm bữa cho nó đã. Dạ. Bệ hạ cho thần xin ly nữa được không bệ hạ? Tự nhiên. Dạ. Tâu bệ hạ, rượu này là rượu gì mà ngon quá vậy bệ hạ? Rượu đào. Dạ. Bà Tây Dương Mẫu bà mới cho mấy lít. Dạ. Ở dưới Khanh uống rượu gì? Dạ muôn tàu, cái thằng chủ nhà nó nghèo quá, cái áo không lành, nó cũng toàn là rượu ghê. Chấm khoái vô cùng để chấn gốc bà đen, uống cỡ nửa ly là thấy ép quê. Có khi nó cũng thư rượu có mùi gì tục, nghe nói nước tay chạy lên ngang, thần chạy ra sang thêm mệt quá. Tội nghiệp quá. Thành ra bây giờ thấy Khanh còn có chút xíu. Bắt đầu nè. Dạ. Chừng nào Táo Quân về vui, Khanh chiết cho ổng xị rượu đào nghe chưa? Dạ phụng mạng. Bây giờ Trẫm phiền Khanh vào trong mời bà xã của Trẫm với bà xã của Táo Quân ra đây uống rượu cho nó vui. Dạ phụng mạng. Uống nữa đi Khanh. Sao lâu quá vậy Nam Tàu? Dạ bẩm bệ hạ, dạ hai bà đâu rồi? Dạ thần tìm hoài không thấy. Ủa sao lạ vậy? Vậy là rồi, vợ thằng cha tao rủ vợ tôi xuống dưới rồi. Tao thôi, đừng có tao. Tại sao bà xã nhà ngươi mới lên tới trời chưa đầy nửa tiên, vậy mà tiếng ngon làm bùi tai vợ Trẫm, rồi cả hai trốn biệt xuống dương trần. Con vợ của ngươi còn quá hoa
Phật ngồi lê đôi mắt, chuyên môn nói hành nói cõi bà con. Thấy chồng vừa xách nón đi làm là xúm nhau tụng bảy tụng ba. Không ăn quà giả cũng bài ra sập xám cách tê tư sách. Bà xã của Trẩm bên này mà đi mất thì cái đầu nhà ngươi chắc cũng không còn. Muốn tao ơi hả? Đứng yên! Rồi đây ta sẽ xử tội vợ chồng ngươi. Nam Tào, ở lại coi nhà. Bắt đầu, đi với ta xuống dưới. Tào Quân, đưa chúng ta đi còn đứng nhìn gì đó hả? Dạ muốn tao, dạ đi liền. Đi liền mà còn đứng đó hả? Tào, mau mau đi kiếm vợ Trẩm đem về đây. Trần gian mênh mông biết nơi đâu mà đi tìm. Ba thầy trò ta nhiều khó cách trong một phen. Tìm nơi thành thị, tìm nơi thành thị, tìm chốn thôn quê, tìm chốn thôn quê. Nếu đi không nói mình bao taxi mà đi. Chúng ta cùng nhau đi. Đường Tao Quân ở dưới này rành đường đi nước bước. Ai dè đáp đâu không đáp, nhà đáp xuống ruộng sình à. Dạ thần cam đắc tội, quên cặp mắt kim, cặp mắt lem nhem quá. Dạ thôi giờ bệ hạ dạ lên đằng kia ngồi. Dạ. Nghĩ nó đỡ mệt bệ hạ. Dạ, dạ. Bệ hạ chịu khó lên kia ngồi bệ hạ. Ai xa. Cái gì bà hả? Ủa gì bà hả? Im lặng hả? Đừng để nó nghe. Có cái con gì nó cắn ta đau quá. Trời hả? Con gì? Trời ơi. Đừng Lấy ra bắt ra mau. Đừng cho ta ngó. Bà hả ngồi im để thần gấp nó ra. Hồi hộp quá. Nhóc đánh. Đừng ra. Đừng nhúc nhích. Mới lo đầu xuống trần bị đĩa cắn à. Xui quá. Chắc cúp lường lão tao này quá. Xin bệ hạ tha tội cho ta. Đừng lãng nhãi nữa. Đi kiếm vợ ta mau đi. Dạ. Dạ tâu bệ hạ. Nhưng mà chúng ta phải tính làm sao chứ. Ăn mặc như vậy ra đường có sao đặng. Ăn mặc gì kỳ quá. Họ tưởng mình là đào kép cải lương á. Dạ. Nhưng mà chúng ta nên biến ra người thường đi, để đi lại cho nó tiện. Đúng rồi. Hồ Biên. Mình giống mấy phim Hồng Kông quá. Mắt kia này tối quá không á, thấy gì hết trơn hả trời à. Mấy khăn coi Trẩm đẹp trai không? Giống xã hội đen đẹp ác. Dạ bẩm thánh thượng, dạ bây giờ mình phải xưng hô lại như thiên hạ dưới trần, chứ xưng Trẩm xưng khanh thì thì họ tưởng ác bội mà không. Được rồi, bây giờ mấy người phải gọi ta là anh hai. Anh ba là ngươi, anh tư là báo này. Ta nói cho giống người thường, kêu bằng bạn bè hay mày tao cũng được. Miếng làm sao che mắt thế gian. Hồi còn làm trời thì mắc tình bắt nạt, ý thế kể quyền làm cha thiên hạ. Tới lúc hết thời thành đá cá lằn dừa. Dạ, dạ còn một việc vô cùng quan trọng, là tiền ở đâu để chúng ta chi dùng. Dạ thưa anh ba, em đây có sẵn. Hồi lên hầu trời em có đem theo được mấy khoen. Thấy mặt nhà ngươi ta biết là khôn liền, vậy ba chúng mình thưởng lộ cho mau. Dạ anh hai muốn đi xe buýt hay là đi xe đò vậy? Ôi bất cứ xe gì, miễn khỏi đi bộ thì thôi. Bệ hạ thấy không, ở dưới này vui mà đẹp quá bệ hạ. Tao à? Dạ. Tao khoe ở dưới này đẹp chứ Trẩm thấy không bằng một góc ở trên Trẩm. Ủa trên tôi. Dạ tao. Ủa dạ thưa anh hai,
có nhiều chỗ đẹp lắm, giống hệt như ở trên anh hai vậy đó. Chỗ nào đâu? Dạ thưa, ở chỗ có đèn xanh đèn đỏ, năm sáu tầng lầu. Chỗ đó là gì vậy táo? Dạ thưa, đó là vũ trường. Vũ trường là cái chi? Dạ là chỗ mua ca giống như trên anh hai. Để kiếm cho gặp vợ và rảnh rang công việc, tao chịu khó đưa ta đến đó một đêm. Dạ phụng mạng. Ủa quên, em xin sẵn sàng. Nè. Dạ. Còn cái chỗ kia là chỗ gì? Dạ thưa, là cái chỗ hớt tóc thanh nữ anh hai. Hớt tóc thanh nữ? Dạ. Là cái gì vậy? Dạ, là mấy cô gái làm thợ hớt tóc, cạo râu. Anh hai, anh có muốn lấy gái tài không? Đã lắm. Vậy hả? Dạ. Thôi để hôm khác đi. Ấy cái còn chỗ kia? Dạ thưa, đó là tiệm massage đó. Tiệm massage là tiệm gì? Dạ là cái tiệm mà xoa bóp rồi đấm lưng làm cho người ta đang mệt mỏi trở nên khỏe khoắn anh hai. Cái vụ đó được à nghe. Dạ. Đâu rồi, chú tôi đưa tôi vô đó chút xíu coi. Nhưng mà không được đâu anh hai ơi. Ủa sao vậy? Nhiều cha ở tù rồi. Sao lạ vậy? Đi xoa bóp mà ở tù? Dạ. Dạ để bữa nào rảnh em sẽ nói cho anh hai nghe. Chà tao này sao có nhiều cái bí mật quá. Chà khác quá. Chú ba nè, coi có chỗ nào kiếm cho ta bình trà nè. Dạ anh hai ơi. Ở đằng kia có cái quán, anh em mình tới thử coi. Kêu em. Chủ quán ơi. Chủ quán. Lớn lên. Chủ quán ơi. Dạ. Dạ. Dạ thưa, mấy anh dùng chi ạ? Quan xa gì kêu hai ba hiệp mới chịu ra tiếp khách vậy? Dạ, em xin lỗi. Tại em bận quá à. Mắc cho con bú. Đừng kêu tên Trẩm. Nè, mới bao lớn mà có con rồi? Dạ, em mới có 8 đứa hả? Cô giỏi hơn bà xã nhà tôi. Bà nhà tôi cả tỷ năm rồi mà không có đứa nào. Dạ tâu. Dạ thưa anh hai dùng chi? Dưới này chắc không có rượu Quỳnh Tương. Thôi cho ly trà đá đây. Dạ. Dạ còn anh ba, anh uống chi anh ba? Ca cao sữa hột gà. Dạ. Nè, cô cho ly trà đá. Dạ. Một ca cao sữa hột gà. Dạ. Viên cái xây chừng nha. Dạ có ngay. Các anh dùng thuốc chi? Cô cho gói bà số. Dạ được liền. Dạ thuốc đây nè ba anh. Xin lỗi nha. Sao anh hai ở trển mà biết chơi thứ ba số à? Năm ngoái cha tao ở dưới Châu Đốc đem lên tặng tao 3 cây. Tao hút hết 3 cây cái liền luôn. Dạ. Còn em thì em thích thuốc lào hơn. Cô ơi, có bình thuốc lào nào không cô? Dạ có. Dạ đây nè. Dạ mời mấy anh. Anh xài thử thứ này được không anh Táo? Dạ thứ này em cũng làm lai rai à. Để tôi nạp thuốc cho anh kéo nghe. Dạ. Hút thử coi được không? Đã tới ốc. Trời ơi, hút thuốc lào mà sặc á là dân nghiệp dư rồi chứ không phải chuyên nghiệp đâu. Nè coi tôi nè. Chuyên nghiệp mà cũng ho. Cũng đã thiệt. Hai đứa giống nhau. Thôi mình đi các anh. Ủa các bạn. Dạ tính tiền đi cô chủ ơi. Dạ ly trà đá 500, ly ca cao sữa hột gà 3000, một cái xây chừng 1500, với bà số 5 10000. Dạ tổng cộng tất cả là 15000 đó ạ. Trời ơi, đâu rồi? Cái gì vậy? Ba cái khoản rớt đâu mất rồi. Trời ơi, trời giờ sao? Dạ xin ba ông vui lòng trả tiền đi ạ. Tiền đâu có mà trả. Nè, đừng có giỡn mặt nghe bạn. Thiệt mà cô. Nè, bộ tính ăn quỵt phải không? Đâu có được đâu. Cô bây giờ cô cho tôi thiếu đi. Chiều nay tôi đem tiền tôi trả liền. Nè, mấy người tính đi đâu vậy hả? Đi đâu?
nhốt mấy người vô trong buồng cho mấy người biết. Mấy người đi, đi vô trong này mau lên. Nóng quá trời, nóng mà nó ngộm nữa. Lẽ giờ cởi áo ra sợ nó xấu. Trời, anh đâu có cái vụ này đâu. Thì con vợ tôi nó hành hạ tôi, làm cho tôi gỗ cái thân tôi mà. Đừng khóc bé hả? Kệ ta, ta muốn khóc là ta khóc, không có ai cản ta được hết trơn á trời á. Ta Quân. Dạ. Bắt đầu. Dạ. Sao bây giờ? Dạ con không biết làm sao giờ. Anh hai ơi, tính sao tính với anh hai ơi, chứ bị lôi ra công an em thấy kẹt quá. Nhưng mà lên này, nãy nói ta giờ cũng khóc nữa à? Dạ tâu bệ hạ. Gì? Dạ có rồi. Có cái gì? Bây giờ tâu bệ hạ gọi thổ địa tới tính giùm coi. Cha mập nó nhiều mưu nhiều kế lắm. Tao quên. Làm thổ địa đâu? Ai kêu ta đó? Ta kêu. Ta là ai? Nghe tiếng ta mà không biết muốn bay đầu hả? Dạ nhớ rồi. Trời ơi, lâu quá, mấy trăm ngàn năm mới gặp lại. Dạ, tiểu thần xin ra mắt hạ bệ. Hạ bệ hả? Ăn nói bị giữ lời nghe chưa? Dạ. Chúng ta bị kẹt rồi, uống nước đã đời rồi, không có tiền trả. Chủ nhà nhốt trong này rồi đi báo công an, làm sao giờ tổ địa? Dạ, rấp rút quá, vô phương rồi. À, còn cách này đây. Cách gì? Cái gì nói đi? Bây giờ, hả? Bệ hạ cùng hai ông này lại đây. Tiểu thần nói chuyện này nè. Gì chuyện gì? Đó. Được không? Đó. Sau đó thần sẽ liệu cách giải thoát cho. Đâu? Chết rồi, chủ nhà về tới, chết rồi. Trong này nè. Nè, bây giờ nè, chị mở cửa buồng ra coi. Dạ, mở dạ. Cửa ra coi. Dạ, đợi tôi một chút. Ủa, sao lạ vậy nè? Ba cái người đó đâu rồi? Còn mấy con dê à, ai đây vậy chị? Trời ơi, ai mà biết. Hồi nãy hả, tôi nhốt ba người đó trong này, khóa cửa lại đàng hoàng, sao bây giờ nó lại thành ra ba con dê? Cô này nói sao lạ quá nghe. Bộ cô muốn giỡn với tụi tôi hay sao chứ? Kỳ ghê á. Thôi được rồi, người ta hay dê gì cũng được. Anh nào làm ơn kêu giùm tôi chiếc xích lô đi. Chị Tư, làm ơn lôi mấy con dê này ra ngoài giùm tôi một chút đi. Bây giờ không đi xích lô, ba con dê mình chở ba bánh đó chị ha. Chị ba bánh nha. Ba bánh cũng được nữa, cái gì cũng được mà. Này xuống nhà chị hai tôi, để mai chị làm thịt nấu cà ri đãi khách nghe. Ngày mai sinh nhật của chị đó. Xong rồi anh trở lại đây tôi trả tiền xe. Mau đi, đạp lẹ lẹ đi nha. Dạ. Bây giờ bệ hạ cùng hai cái này biến lại bình thường đi. Đi hai cái chân nó khỏe hơn, đi bốn cái chân mệt quá. Mỏi hai dài quá bệ hạ. Kêu mỏi miệng nữa. Cảm ơn thổ địa giải cứu bọn ta. Chậm chút nữa chắc tụi này bị chúng làm thịt nấu cà ri rồi. Dạ, bây giờ bệ hạ cần đi đâu, tiểu thần đưa đi luôn à. Mình đi đâu vậy tao? Dạ, bây giờ xin mời bệ hạ và hai vị về nhà thần nghỉ đỡ. Sáng mai thần sẽ đi kiếm lệnh bài. Cũng được, nhưng mà nhà của ngươi ở đâu à? Dạ thì nhà thần là cái nhà bếp của thằng Hai Chữ á. Trời mà ở nhà bếp hả? Anh hai ơi, ngộ biến tùng quyền. Thà ở nhà bếp mà yên thân, còn đi lang thang có nhà chắc bị chúng bắt quá.
bác nửa chết rồi. Thôi cũng được. Tao dạ. Chỉ đường cho tài xế địa chạy nha. Dạ. Mời quý vị lên xe. Dạ. Thưa Ngọc Hoàng. Hả? Hoàng làm ơn điều ai xuống đạp phụ tiểu thần. Tiểu thần đạp nãy giờ mệt quá. Trời ơi, mới đạp mà thằng mệt rồi. Làm dạ. Biến quá. Để coi. Tao dạ. Nhỏ quá. Đậu. Dạ em hả? Đạp thế địa đi đậu. Trời ơi trời. Mặc đồ vậy mà đạp nữa. Rồi. Giờ đạp đi đâu đây? À, anh cứ cứ chạy thẳng tới cái ngã tư đằng kia kìa ha. Rồi anh quẹo vô đường hẹp tới một xóm dùng nghĩa địa. Gần đó có một cái ao, cạnh cái ao là căn nhà lá, là chỗ ở của tao này. Chừng về trời tao mua một chiếc xe kiểu này để chở bà rảnh rảnh đi dạo phố phường. Trời ơi. Lệnh bà thức dậy rồi đó hả? Đêm hôm lệnh bà ngủ có yên giấc không? Không, nhức quá rồi chị Táo ơi. Hai mắt nó sưng hết rồi. Lỗ mũi thì nó làm mụ. Mấy chỗ bơm nó đào quá trời ơi. Dạ em đang pha sữa cho lệnh bà đây. Lệnh bà uống hết ly sữa này là khỏe ngay. Sữa hả? Đỡ ngồi. Dạ dạ đây. Trời đất ơi, sao uống sữa gì mà nó chảy xuống kèm nhẹp vậy? Trời ơi, dơ quá. Chị thông cảm tôi nghe, chị nó hơi dơ một chút. Nhưng mà tại sữa đó, bữa đó nó cắt sâu quá, uống nước nó cứ chảy hoài. Ủa, chỗ này là chỗ ở của anh chị đây hả? Vâng, đây là cái bếp của vợ chồng hai chữ. Vợ chồng nó về quê rồi, chắc qua Tết nó mới lên. Lệnh bà cứ an tâm nằm dưỡng bệnh đi. Nhức quá, chịu không nổi rồi chị ơi. Thôi trưa nay chị chở tôi lại đó. Bị nó rút thuốc bơm ra, rồi nó rút cái khúc cây ở trong sống mũi tôi ra. Để chồng chắc tôi chết rồi trời ơi. Mặt mũi tôi tốt tươi đâu có thua gì ai ở miền Tiên Canh. Xuống tới trần gian bày đặt cắt môi độn mũi, giờ coi thua mấy đứa nó tây. Tốn của tốn công xem lại chẳng ra gì. Thuở đời nay vợ của trời mà nằm trong xó bếp, rủi gia chủ trở về rồi không biết trốn đi đâu. Gần 6 cây vàng đem dâng cho chúng nó ăn, giờ cái mặt thì suốt đời mang theo. Cặp mắt thì sưng lỗ, mũi thì chéo, lăn lộn suốt đêm thâu tới ngọc. Thôi đừng có nhắc tới ông nữa, đừng có nhắc tới ông nữa.
làm cho nhan sắc trở nên tồi tàn. Biết làm sao nói với chồng đây, mặt mày môi má đâu đâu thái đều xương húc chết rồi. Sữa rồi lẫn bài nằm xuống nghỉ đi, thầm đi mua vài quái mì tôm về ăn đờ, muôn nâu chút cháo lẫn bà ăn cho khỏe. Nhưng mà tuổi này chẳng có một cơm. Thôi chị ơi, uống còn nổi nữa lấy gì ăn, chị khỏi nấu đi. Ý, hình như không lẽ vợ chồng chữ nó về sớm quá vậy? Trời ơi chị Táo ơi, liệu không xong chị kiếm chỗ tôi trốn đi chị Táo ơi. Linh bà đừng có lo, để em. Ủa, chị là ai mà vô ở nhà tôi có bộ tự do quá vậy? Không đó hả? Tôi là vợ ông đây chứ ai. Ủa, bà đó hả? Dạ. Còn chị kia? Bà trời đó, ông nội ông có biết gì trơn á. Bà đi cắt mắt bôm ngực bị làm độc rồi. Dạ. Tôi đem về đây nằm dưỡng bệnh đó. Dạ dạ, xin kính chào hoàng hậu nương nương. Miệng lệ có chồng ta đó. Tôi đây nè, bà đau sao vậy? Trời ơi, rên không không nói. Tao bà, từ hôm dắt bà xuống đây tới nay có việc gì xảy ra mặt mũi bà ra nông nổi gì nè hả? Dạ dạ dạ, tôi bị hả, lệnh bà đi sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp? Sửa sắc đẹp là sao? Dạ là có cái tiệm mình xấu vô đó, cái người ta sửa một hồi cái rồi thành thành quỷ sư phải không? Dạ không, dạ thành đẹp. Xấu mà sửa thành đẹp, xưa nay ta cho ai đẹp đẹp, cho ai xấu là xấu. Bây giờ dưới này có tiệm làm xấu thành đẹp, chậm hết xài. Chắc tại bà quá, tại bà khéo léo mà suối nương nương đi giải phẫu thẩm mỹ mới tai hại như vậy nè. Được rồi, để khách khứa về hết rồi bà coi tôi nghe. Ông làm gì tôi? Thôi, hai người làm ơn tóp tóp cái họng lại chút đi. Ông mẹ kia, trước mặt trời mà muốn làm trời hả? Còn bà, bà là vợ ngọc hoàng thượng đế, ở trên trời sung sướng như tiên. Nghe lời chi con mẹ tao quân xuống trần thế nằm trong xó bên. Để rồi cặp mắt bồ câu thành ra mắt lé, còn cái mũi xinh xinh giờ đây nó quẹo xuống cong dầm. Bà làm đẹp với ai chứ đâu phải bà làm đẹp với chồng. Nhớ hồi đám cưới tôi với bà tổ chức tại vườn bà Tây Dương Mẫu, có mướn thợ chụp hình với thợ quay phim. Nhan sắc của bà nó đẹp như mơ, tôi nhìn mãi nhìn hoài tôi không có biết chán. Giờ đây bà xuống trần gian, nghe lời con mẹ báo nên bà đây xấu như chằn. Thôi nói thì nói vậy chứ bà cũng ráng về đi. Về trển tôi qua ông thái thượng lão quân xin thuốc, còn nếu thuốc của ông tỷ bà không hết thì tôi cho bà ở dưới này luôn. Chết rồi, vợ chồng chủ nhà về tới. Làm sao bây giờ táo quân? Bình tĩnh mày hạ, bình tĩnh để mặt thần đối phó. Ai, xe cộ bây giờ đi xong nó khổ quá. Chiếc xe 12 chỗ ngồi mà nó chất gần 30 người. Mệt nhưng cũng xong bổn phận. Về dãy mã ông bà, thăm bà con mỗi nhà một chút cho nó tròn cái đạo con cháu. Bởi vì ta có nghèo chăng là nghèo tiền nghèo bạc mà thôi, chớ vợ chồng ta đâu có nghèo đạo lý nghĩa nhân.
sông đói nghèo với cành nhà thiếu trước hụt sau. Ta vẫn tự hào là những người chân thật hiền lương. Lễ cúng táo quân tuy đơn sơ đạm bạc vô cùng, nhưng em vẫn tin sự thành tâm của vợ chồng. Để tôi đem đi cất đồ. Còn mình xuống bếp coi còn mớ gạo nào không, nấu cơm ăn đi, đói bụng rồi. Dạ. À, Minh ơi, Minh ơi. Cái gì vậy Minh? Hả? Mấy người là ai? Tại sao lại tự tiện vào nhà tôi trong khi chúng tôi đi vắng vậy nè? Anh Chữ, anh không biết tôi thiệt hả? Tôi chưa hân hạnh quen biết với ông. Anh nói vậy chứ tôi quen anh nhiều lắm, từ khi anh dọn về đây ở tới giờ đó. À kìa chị Chữ nữa. Rằm ha, mùng một nào chị cũng trúng cho vợ chồng tôi, khi dĩa bánh khi chén chè, chị nhớ không? Trời ơi, tôi cúng cho ông, trời cho vợ chồng ông hả? Ừ. Trời đất ơi, vợ chồng ông sao mặt mày đen thui vậy? Vợ chồng ông là ai mà tôi cúng? À, nói thiệt với chị nghe, mặc dù đây là nhà của chị nhưng cái bếp này á là giang sơn của tôi. Vợ chồng tôi ngự trị, tôi là Tư Mạng Tao Quân, là ông Tao đó, chị biết không? Vậy hả? Chắc ông là người ham vui cho nên mới đùa cợt. Ai đời ông Táo nhà tôi lại ăn mặc sao kỳ cục vậy? Còn hai người này có quen biết với ông không? À ha, ông này là Ngọc Hoàng. Hả? Còn đây là hoàng hậu nương nương á. Trời đất ơi, không lẽ vợ chồng tôi năm nay phát lộc nên gặp được Táo Quân và Ngọc Đế Gia Lâm? Ta sẽ cho vợ chồng ngươi hết nghi ngờ hộ biên. Trời thì trời chứ sao. Dạ xin thượng đế tha tội cho kẻ trần gian, người phàm mắt thịt đang đứng trước đấng chí tôn ngự trên chính phương trời. Dạ dạ kính mời bệ hạ và nương nương lên nhà trên sẽ có ghế ngồi. Dạ chứ ở dưới này á bếp núc là lạnh tanh, lốt nho nè, lốt khói, vách lá tồi tàn, bụi phố nhện văng. Rồi con sẽ bảo vợ con nó nấu ấm nước sôi, còn con thì đi mua chiểu gói trà ngon về đãi khách. Bởi khách này đây không phải là khách từ hải ngoại, mà là khách thật sang ở tầng thiên đình. Thôi ở dưới này được rồi, nhà có người thì nhà trên nhà bếp gì cũng giống y nhau, đi lên đi xuống chi cho nó mỏi cẳng. Vợ chồng con chắc nhờ hồng phúc tổ tiên nên sắp bước qua năm mới được gặp điều may mắn, đã được gặp mặt hai ông bà Tao, còn được bái kiến Ngọc Hoàng Thượng Đế và Hoàng Hậu Nương Nương. Vợ chồng con là người chân chất hiền lương, chỉ có cái tội là nghèo sơ nghèo xác, tiếp khách tiên cung mà không trà công nước. Thật vợ chồng con có lỗi vô cùng. Thôi đứng lên đi, đừng lại làm trẫm thêm tổn thọ, để trẫm sống thêm vài tỷ năm nữa. Sau khi về chốn thiên đình, nhờ tấm lòng thành sẽ phò hộ hai. Còn bà, đây là lần đầu mà cũng là lần cuối
bà không nên đua đòi đi sửa sắc đẹp tầm bảy tầm bả nữa, nghe chưa? Đẹp quá mà còn sửa gì nữa. Được rồi, ta sẽ cho bà trở lại bình thường. Hổ biến. Thiếp đội ơn bệ hạ. Tất cả hãy đứng lên. Ta nghe Tao Quân kể lại tình cảnh quẫn bách của vợ chồng nhà ngươi, ta cũng lấy làm cảm kích. Vậy bước qua năm mới, ta ban phước ban lộc cho vợ chồng nhà ngươi, mua mai bán đất, một vốn năm ba phân lời. Năm ba phân thôi nha, đừng ham lời nhiều, cắt cổ mổ họng bà con. Ta ban cho vợ chồng ngươi có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Một đứa thôi nha, biết kế hoạch hóa gia đình không? Là cai đẻ đó, biết hả? Ờ tốt. Ta cho ngươi trúng số độc đắc hai ba kỳ, nhớ mua vé số đừng mua số đề, nghe chưa? Thôi giờ đây xin chào vợ chồng nhà ngươi và ông bà Táo. Thôi chào các người, ta xin cáo lui. Về thiên đình ta hứa chẳng quên công các người dưỡng nuôi vợ trăm. Mười bữa dài ta đi xuống đây, đường vô nằm nhà sau của chủ gia. Vì phần nghèo quanh năm muối dừa, khách đến đây tiếp chẳng chủ đau. Nhờ mong trời ban cho phước ân, mùa xuân này đời con sẽ lên. Thần đế đầu tiện đưa thanh quân, theo gió mây trở lên thượng giới. Về trên rồi nương nương chớ quên, mai mốt rồi xuống đây sửa thêm. Thôi gần trễ rồi ta đi kéo. Đường gặp giờ cao đêm khó đi, ba bữa nay chắc xe nó lên da. Mùa xuân này vui chơi thế gian, giãn tâm hồn.